rất buồn. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nghe, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che gió suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nghe, ba mẹ là quê hương. Ta những ngày
cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Trái tim quay về gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng
chưa
anh lắc luôn ngay cả đầu. Xòe bàn tay đến ngón tay, một anh rước trông thật lên cao. Hỏi tại sao cao thế nào, thì anh nói anh chăm thể thao. Cạnh bên anh đứng thu tu, hỏi anh đã biết đọc chữ chưa, thì anh thưa anh biết rồi. Rồi anh đứng nghiêm giơ tay chào. Hehehehe.
Cậu vào lấy đi. Cậu đá thì cậu phải vào lấy chứ. Ừ.
Tớ mới cậu vào lấy vậy. Đi nào. Đang khát khô cả cổ đây, phải uống cái đã. Cứ tưởng là chai nước ngọt, ai ngờ. Cẩn thận. Cậu cho tớ uống thử lọ nước màu xanh kia xem nào. Có nước làm nhỏ người thì thế nào cũng có nước làm người lại bình thường. Ý kiến hay đấy. Nào. Tớ trở lại bình thường rồi. Chết tớ rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp tớ với. Được rồi, để tớ nghĩ cách. Lúc trước cậu uống lọ nước màu vàng thì người bé tí xíu. Bây giờ uống lọ nước màu xanh thì người lại to đúng thế này. Tớ có cách rồi. Bây giờ tớ thử lấy hai lọ nước hòa vào nhau xem sao. Cậu chịu khó chờ nhé. Nào, cúi xuống đây, há mồm ra. Rồi,
Ôi, chị tại tôi tò mò quá. Cảm ơn cậu nhé. Đợi tớ một tí, tớ lấy quả bóng đã. Đây rồi. Hello Bun, cậu định học chơi bowling đấy à? Hả? Chào Lu, tớ cũng định chơi vài set cho khỏe người mà. Trông cậu yếu xì như vậy, liệu có ôm nổi quả bóng không? Chứ đừng nói gì là ném nữa. Tớ sẽ cố gắng mà. Nhưng mà ném bowling cũng cần có sự khéo léo cậu nhỉ? Chứ không à, cậu cứ thử nhìn tớ mà xem. Vừa khỏe mạnh, lại vừa khéo léo. Trông cậu khéo quá nhỉ. Cậu cứ đợi đấy, xem ai ném giỏi hơn ai. Yeah.
Cậu cậu dám không lại Yeah!